Các bạn đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Đôi khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác và phải thất hứa. Đôi khi ở đây mình dịch như thế nào nhỉ? À, các bạn lưu ý cho mình ba trường hợp này nhá. Ba từ này rất là hay dễ nhầm lẫn luôn á. Đầu tiên đó là sometime, viết cách rời ra và có nghĩa là một chút thời gian. Some là một vài, một ít. Còn time ở đây là danh từ không đếm được, thế nên có nghĩa là một chút thời gian. Trường hợp thứ hai đó là sometime và viết liền, không có s gì đằng sau nha. Ở đây sẽ hiểu có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất được gọi là tính từ, có nghĩa là trước đây hay là trước kia. Còn trường hợp thứ hai được gọi là phó từ, có nghĩa là một lúc nào đó ở trong quá khứ hoặc là tương lai. Trường hợp thứ ba, sometimes viết liền vào cái s gì thì đây là cái trường hợp mà chúng ta hay dùng nhất, đó là trạng từ chỉ tần suất, có nghĩa là thỉnh thoảng hoặc là đôi khi. Rồi, vậy thì các bạn đã hiểu ở đây tại sao mình dùng sometimes rồi chứ? Bạn là you, không còn sự lựa chọn nào khác. Không ở đây là ám chỉ câu phủ định. Sự lựa chọn ở đây mình sẽ dùng danh từ choice. Đáng nhẽ ra thì câu này chúng ta sẽ phải dùng câu phủ định bởi vì có từ không ở đây đúng không? Tuy nhiên ở đây chúng ta có một cụm từ nữa, đó là have no choice, tức là không còn sự lựa chọn nào khác. Dạng câu khẳng định nhưng mà mang nghĩa phủ định. Ứng dụng một cách dễ nhất thì các bạn có thể học thuộc cho mình cụm từ này nhá. Have no choice là không còn sự lựa chọn nào khác. Và and phải làm gì đó thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc đó là have cộng với to verb, có nghĩa là phải làm gì đó. Thất hứa ở đây mình có một cụm collocation, tức là một cụm động từ đi liền với nhau. Break a promise. Break là bẻ, là vỡ, là gãy. A promise là một lời hứa. Vậy thì ở đây mình sẽ là bẻ gãy lời hứa, ý hiểu là thất hứa ha. Rồi, have to break a promise. Vậy thì câu này có nghĩa là sometimes you have no choice and have to break a promise. Còn bây giờ hãy dịch cho mình câu này và comment ở phía bên dưới nha. Tôi muốn bắt chuyện với hàng xóm của mình. Các cụm động từ hay ho này thì Thanh đã tham khảo trong quyển Complete English, chinh phục tiếng Anh toàn diện dành cho người mới bắt đầu. Học từ vựng đi kèm với hình ảnh giúp chúng ta ghi nhớ lâu và dễ vận dụng khi giao tiếp. Sách còn thiết kế các bài tập luyện nói sử dụng từ mới trong ngữ cảnh theo kiểu sơ đồ tư duy, giúp việc học hiệu quả và thú vị hơn. Thứ hai đó là luyện phản xạ nghe nói chuyên sâu với hơn 40 chủ đề thông dụng trong cuộc sống hàng ngày.